Hello, xin chào cả nhà. Thì giới thiệu với cả nhà, hiện tại là gia đình nhỏ của tụi em đang có mặt ở gần chợ phường 3 cả nhà, nằm trên đường Mậu Hân, phường 3 thành phố Vĩnh Long. Thì hôm nay là gia đình nhỏ em có nghe nói ở Vĩnh Long mình có chỗ mới khai trương lẩu khổng lồ, lần đầu tiên có mặt ở Vĩnh Long. Thì hôm nay gia đình nhỏ của tụi em mời cả nhà đi tới đó xem thử như thế nào nha. Rồi, đi thôi nào. Ê, xin lỗi, là trên đường cái nó chợ rồi luôn á. Dạ. Nhảy luôn cả. Thì em nghe nói cái quán đó thì nó nằm ở gần ngã ba Triều Tiến đó cả nhà. Quán à? Hải sản Triều Tiến. Lẩu khổng lồ không biết mình ăn nổi không ha. Cái gì chắc kêu cái lẩu nhỏ ăn thử coi nước dùng nó làm sao ha. Đó là lẩu khổng lồ kêu hết hồn mới coi sao nha. Đó giờ mới nghe vụ này à. Lẩu băng chiên rồi còn nghe ha. Lẩu khổng lồ rồi mới nghe. Lẩu khổng lồ chắc nghĩ cho nhiều người ăn á chứ. Em nghĩ là khổng lồ là nó bự dữ lắm á chứ. Với lại cho những người nào mà bụng tốt ăn á. Bụng ăn được á. Lâu lắm mà ông trình chí đi ăn lẩu á. Lâu lắm chưa? Đó là chí chưa được đi ăn lẩu luôn hả ta? Có cho ta. Anh nhìn mình có phải đi nè, tôi chết cho. Ok. Mà cái nhà xa xa đó là tượng đài Mậu Hân. Cái quán đâu đây nè, gần nó ba Triều Tiến. Vậy hả? Đồ quán nhậu hải sản Triều Tiến vậy nè cả nhà. Mới từ trường. Đậu xe đâu ta? Chạy tới cái rồi. Hỏi thăm rồi. Đậu xe đâu vậy anh? Xe đây ha. Hả? Thôi vô luôn. Ồ, đậu xe trong quán luôn nha cả nhà. Có ai đây? Vậy hả? Quán cũng dài quá ha. Mấy này là gì? Trang trí hả? Hỏi gì? Nhơn hả? Hỏi kìa. Rồi giờ em ra phía trước quay vô lại nha cả nhà. Đây rồi, hiện tại là em đang có mặt trước cửa chỗ quán nha cả nhà. Ở đây địa chỉ là 71/11 khóm 3 phường 3 thành phố Vĩnh Long. Thì nằm gần ở ngã ba Triều Tiến đó cả nhà. Đó, mà xa xa ngoài đó là ngã ba Triều Tiến, tượng đài Mậu Hân đó cả nhà. Giờ mình sẽ xem mâm hải sản này nha. Đây là cái gì? Đây là gia công chế biến cái món ăn, mình muốn ăn món nào thì mình nói, người ta chế biến mình.
Em mới xã Thành Đức. Thành Đức. À. Con cầu cát xinh lắm chứ. Biết rồi. Em cũng ở Long Hồ nữa, mà em ở Bình Bình Phước. À. Có phải sao? Anh là anh Nhân nha không? Anh Nhân. Nhân hả? Tôi là anh ấy. Nhân hả? À. Có thể giới thiệu cho em cái món mà lẩu khổng lồ bên mình không? Dạ có. Vậy thầy chứ đi ha, rồi mình vô mình coi lẩu khổng lồ. À. Quán mình là mấy giờ bắt đầu bán? Dạ từ 3 giờ đến 10 giờ 11 giờ khuya. Dạ. Mà cái món lẩu là bữa nay mình mới khai trương luôn. Dạ, khai trương ngày hôm qua chị. Khai trương ngày hôm qua rồi. Dạ. Đây. Bây giờ đưa mọi người cùng nhau vô xem lẩu khổng lồ là như thế nào ha. Đây giờ mời cả nhà. Ừ, quán rất là sâu luôn á, có chiều dài đó. Vô bếp, vô thẳng chảo luôn á anh. Bây giờ mình sẽ vô bếp xem. Không phải xem món lẩu khổng lồ bên mình. Lẩu hả? Giờ chuyện món khách nó lại thì em mới làm lên được. Ờ, giờ không có cái mâm sẵn hả? Có mâm nè, mâm có sẵn nhưng mà em chưa có trưng bày ra được. À. Vừa có khách là em mới trưng bày ra được. À. Cái lẩu này của mình thường mấy người ăn anh? Dạ, từ 10 người. 8 người, 10 người đều ăn được. Ồ, cái mâm lớn quá trời luôn. Còn cái mức giá của mình? Mức giá lẩu nhỏ là 490 ngàn, lẩu lớn là 890 ngàn. Ờ. Bây giờ sao ăn cái lẩu của mình thì không ăn hết cái lẩu đó. Có lẩu nhỏ đó. Có lẩu nhỏ đó. Em muốn xem thử cái lẩu khổng lồ của mình như thế nào. Hình như xác cái lẩu đó gì không? Được, em muốn coi mình cách mình bài trí á. Này, để ăn. 10 người. Nước mình là lẩu thái đặc biệt. Dạ. Cái mâm luôn hả chị? Dạ, đúng rồi. Ồ. Rồi giờ mình sẽ đợi tí nha cả nhà. Bây giờ mà cả nhà cùng xem lại cái mâm hải sản của quán hải sản Chị Tím nha cả nhà, xem có những gì nha. Ở đây là em thấy càng nè. Đây là càng cua, tôm, tôm hùm mấy vậy á. Ôi ôi, bên đây còn càng gì nữa nè, cũng rất là to luôn. Đây là cua với ghẹ, cá. Tôm. Sầu huyết. Ốc này ốc gì anh? Mỡ ha. Mỡ, một thịt lộn hả? Ốc hương, ốc mỡ, thịt lộn, thịt lộn. Sò. Sò lông. Con ốc nổi hả? À. Đây là ốc cà na. Ốc cà na. Hàu đá hả? Hàu đá. Ốc bù. Ốc bông tai. Sò dẹo, sò lụa. Sò dẹo, sò lụa. Đó. Rất là nhiều món hải sản luôn. Cả nhà có ăn thì tới đây ủng hộ quán nha. Tổng. Vậy tụi em đang ngồi đại xem anh trong đó sắp mâm hải sản cả nhà. Chỉ gì nó chạy vòng vòng chơi nè. Rồi rồi, sau khi một thời gian chờ đợi thì anh sắp cái mâm lẩu khổng lồ ra đây cả nhà. Wow. Rất là to, hấp dẫn luôn.
Cái mâm này anh có thể ước lượng là nó bao nhiêu ký không? À, nếu như mà chế, nếu như mà không chế nước lẩu vô thì nó khoảng tầm cả 5 ký. À. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Cái này là và cái mà giá tiền cao nhất của bên quán mình luôn đúng không anh? Dạ đúng rồi anh. À. 890 ngàn. À. Đó, một cái lẩu khổng lồ như thế này thì giá chỉ có 890 ngàn thôi cả nhà. Đó. 10 người ăn. Có tôm hùm nữa, cua, ghẹ, nghêu, nói chung là đầy đủ hết tất cả hải sản. À, ngoài nãy em quay luôn mình có thêm cá điêu hồng nữa cả nhà, với cái này là đầu cá hồi. Ở đây thì có một con mực nữa nè cả nhà, đó. Còn đây là thịt bò. Wow. Đó, đây là tôm, rất là hấp dẫn. Ở nhà nào có yêu thích món lẩu thì hãy đến đây ủng hộ quán nha. Vậy rồi thì sau khi mình xem lẩu khổng lồ xong, giờ mình sẽ xem menu của quán nha cả nhà. Đây, đây là quán nhậu hải sản chì tím thực đơn. Đây là món khai vị. Cái mâm lẩu hồi nãy là khoảng 10 người ăn hả? Ừ, phải không? Người muốn ăn ít thì có thể nhỏ mà đúng không? Chị nói là có lẩu hải sản nhỏ nữa. À. Đây là cũng món khai vị luôn. Xem menu. Ừ, sót thanh trang ha. Còn đây là thịt bò, ớt, cánh gà, cơm, mì. Giá cũng rất là bình dân luôn cả nhà. Càng ghẹ, càng cua, càng cúm. Dạ con, đó. Rồi qua. Nhiều lắm nha. Nhiều lắm, ở đây nhiều món quá. Bên đây là tôm nè, có thể chế biến nè. Mấy món này cả nhà có thể bấm dừng lại để xem giùm em nha. Sò huyết nè, sò lông, sò lụa, sò dẻo. Bên đây là nghêu, ngao, hai còi, ốc hương, ốc mỡ, ốc móng tay, ốc bu. Bên đây là ốc đắng, hào, mực, khô mực. Đây là món lẩu bò, lẩu thái, lẩu chanh ớt. Rồi hết. Rồi sáng ăn gì? Ăn lẩu thái hải sản. Lẩu hải sản đi ha. Thái hải sản nào đâu? Cái này giá sao kỳ ta? Giá hình như em thấy trên chợ thành 109 ngàn. À, mất cái số 1 á. Mất số 1 tại cái này in rồi xa xa. Lấy cho em à. Còn ở cái này không? Rồi ăn gì nữa không? Ừ. Thôi, ha. Ăn một chút mình thèm gì nữa mình cứ tiếp ha. Ừ. Bây giờ ăn thử lẩu đi. Ăn thử lẩu. Đúng rồi. Cái hấp dẫn ha. Rồi giờ sẽ đợi lẩu ra thôi nha cả nhà. Vậy rồi thì sau khi nãy giờ chờ đợi thì bây giờ cái lẩu 109 ngàn cũng đã ra bàn cả nhà. Thì giờ mời cả nhà xem coi gồm có những gì nha. Lẩu này là phù hợp với hai người đó. Đây là cái nồi nước lẩu nè. Thì nói chung là cái này nó cũng là một cái phiên bản của loại nhỏ của cái lẩu khổng lồ thôi. Đó. Còn đây là mâm hải sản nè cả nhà. Có điêu hồng, cá điêu hồng nè, mực nè, bò cái gì. Cái này là cá viên. Cá viên với ghẹ với tôm. Cua. Với cua. Nghêu. Đó, nghêu. Còn bên đây là rau nè cả nhà. Đó, một tháp rau. Đó. Siêu hấp dẫn luôn. Rau này là rau cải. Cải xà lách. Cải thảo. Cải thảo rồi này cải. Cải. Bông cải. Nấm kim châm. Kim châm, rau muống. Bông cải bên đây luôn, bông cải xanh với bông cải trắng. Đây hai gói mì.
Đó, giờ đợi sôi thì mình dùng thôi cả nhà ơi. Em đóng nắp lại nhé. Đóng nắp lại đi. Rồi, giờ nãy giờ chờ đợi cũng hơi lâu, giờ mở nắp ra thử nha cả nhà. Wow, sôi rồi cả nhà ơi. Ở trong đây có bỏ gừng vô đó nha. Con gừng nữa phải không? Mà hải sản em bỏ vô cho. Ok. Giá xuống hả? Không có giá lùi vô. Bỏ vô hết đi. Ủa cái gì mà pha lên dưới vậy? Cái nồi lủng này á. Ủa tỷ ta, cho pha lửa dưới ta. Tưởng đâu cái nồi lủng không mà cả nhà. Tự nhiên nó pha lửa hết quá trời luôn. Bỏ hết luôn đi. Ủa. Bây giờ để nắp lại. Để nắp lại nữa. Bây giờ để cho nó sôi. Em đậy nắp trơn lại nha. Ok. Chờ đợi nữa cả nhà ơi. Rồi nãy giờ đợi thì giờ cũng sôi cả nhà. Giờ mà cái nhà cũng vẫn hết nha. À, em bẻ bánh mì vô trước nha xã. Hả? Bẻ bánh mì vô trước cho con nha xã. Ok. Sẽ bỏ ra vô từ từ ha. Bỏ một bên đây không nha. Ok. Ăn mấy cái bông này để trước nè cho nó chín nè. Ít là 2 bông thôi. 2 bông thôi. Tại vì cái nồi hết em vớt hải sản cho bớt cho nó chút còn bụi nữa ha. Đúng rồi, vớt hải sản cho bớt đi. Vớt cua rồi, chín hết rồi đó. Nó chỉ đi hâm lại thôi. Ờ, chín hết rồi, nãy cua như vậy, chín hết rồi, chỉ hâm thôi. Cơm cũng vậy. Nóng rồi, ăn đâu được. Lên. Cái người ta trưng bày đẹp quá mình nhớ không thấy số mắt. Lên. Lên. Từ từ đi nha, bỏ mấy nào mà không cải lâu chín nè, bỏ hết không cải vô đi. Rồi cái máy này mau chín mình để sao? Cái nào? Cái đó hả? Ai biết để nguyên phanh luôn mà. Thôi cải đi nguyên phanh luôn đi. Đây còn nhóc đây nè. Nó lọt xíu hả? Khách rồi cả nhà. Đúng rồi, mình đi sớm quá chưa. Ừ, đi sớm em chủ yếu quay cái khổng lồ đó. Cái gì mà ghê. Giờ người ta mới đi ăn hải sản chứ. Đúng rồi, chiều chiều nãy mình đi sớm quá. Bắt đầu chiều tối tao mới vào đi nhậu. Đây. Ok. Để cho con ăn. Cho con ăn đi. Ừ. Nấu này cũng không có cay hùng. Rồi miếng súp của đậu nấu á. Màu rất là đỏ. Rất là hấp dẫn nào. Mày không phải nữa. Nó sẽ nó xếp đi đâu. Thử xếp đi. Nó xếp thơm lắm nha. Thơm mùi quế. Mùi quế lắm à. Rất là vừa ăn luôn á. Có ốc hiểm trong đây nữa. Có hiểm nữa. Ừ. Để này thử em mới biết. Cái thứ này với nó nóng. Rồi bỏ mì em vô em ăn đi. Rồi bỏ mì em vô rồi. Dạ. Ờ. Mình ăn nha xã. Rồi ăn đi mời cái nhà. Cái này thì là cái nhiệm vụ đấy. Ai đâu gặp quá. Mình cho con cái cạn cua cộng chơi nha. Cạn ghẻ nè, cộng chơi đi. Rồi cái nhà, hấp thử cái súp quán như thế nè. Đậu chua cay cái nhà ơi. Đậu hải sản đậu thái nè. Rất là thơm mùi lá quế. Đầu ra hả? Mở nó cho con thôi. Hồi nãy thì lâu quá chịu không nổi rồi. Anh hỏi cá đi.
được mắm ớt rồi chấm bên đây nha. Ồ, siêu thơm cá luôn các chị. Vậy hả? Mời cả nhà. Trước đây em thấy hơi sạch sạch đó. Không chút. Không rồi hay không? Không. Em cũng vừa ăn lắm cả nhà ơi. Ở nhà ví dụ ít người như tụi em á, thì lỡ ra nấu nhỏ này cũng được, không đi. Em mở cửa vậy. Ok. Trời ơi. Cái giỏ. Một cái giỏ hả? Một cái giỏ. Bơi dở quá. Bơi dở quá, không biết bơi. Ở đây 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 đây. Rồi cái nhà miếng mực nha. Chấm nước mắm. Cực lần nãy mực còn tươi. Giòn quá nha. Có ta tượng nữa nè. Vậy hả? Ừ. Ta tượng. Người ta nhiều người ta còn chưa kiểu mèo nữa. Có nhiều tên rồi. Khác nhau. Ăn mì không? Ăn mì xong đi mình hãy ăn hết mấy cái nào. Ăn chứ. Bỏ mì vô ăn. Ăn lớn thì sao mà em sẽ ăn đồ bỏi á. Ok. Thấy là im lặng sau khi em tưởng là nó một miếng cá. Đâu rồi con hến của em đâu rồi? Con hến bây giờ còn có vỏ không quá? Ủa, con nghiêu quá. Ủa, con nghiêu cái mạo đẹp ghê luôn trời. Nó hồng tươi cái nhà. Mà cái nhà con nghiêu. Tôm nguội chưa? Thử con tôm à. Ừ. Thử con tôm đây là mình có gì mình chọn cái nhà luôn. Chờ có ăn hết đi chứ. Thử mấy cái con nó rồi sao chứ. Đúng rồi, cái đó vậy. Cái nhà thử tôm nha. Kìa nó không thấy được coi á. Không phải, nó nói chuyện với đá rồi. Thấy gì vậy á? Rồi, mẹ sẽ cho con một miếng đá liền luôn. Tôm sao? Chưa, mới ăn cái đầu, ăn cái gạch của nó hả? Gạch hay sao? Tôm mà em quan trọng là cái gạch á. Thấy không? Chị ăn tôm không? Nào thử tôm anh. Cảm ơn. Cảm ơn. Mời cả nhà ăn tôm. Cũng chắc dữ ha. Chắc dữ ha. Tại vì em tưởng nó luộc rồi nó sẽ bở lắm. Mày đi ăn luộc qua, luộc qua. Luộc qua hả? Ok. Cho con
siêu thấp. Ừ. Cũng có một số con người ta luộc sẵn ở cái nhà, người ta sợ để lâu quá nó chết á, luộc sẵn. Nhưng mà ăn cũng ngon. Mà cái nhà ăn nhiêu nha? Mình sẽ vớt cá ra đây mình ăn nhé. Cá nó bị rụng rồi. Như là phú luôn. Béo béo. Nè, mày để gì nè đó. Cái món mày để đó, bây giờ cũng món. Trời quá. Cái thời nó đổ đâu báo nữa. Giờ thử con dẹ trước đi. Anh thử đi. Anh mở ra anh thử đi. Thấy là đợi lâu quá. Còn nóng quá. Thôi giờ ăn cái càng dẹ đi. Trời 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 ơi. Mày tớ không mày? Nghe này người ta luộc rồi cho nên không có còn tươi như lúc chưa luộc. Cái này không, nó là đầu tươi đem vô nó chưa luộc sẵn rồi. Nghe cái mai là chết. Còn ấy là luộc sẵn không à? Tính là tôi không nói luộc nhưng mà nó chứ không phải là chết đâu không luộc. Nói chung mà em không có cho ăn gì vậy. Ăn tôm, cái lộn, cua đi. Cua này ăn im à. Im à. Tuy lộ còi nhưng mà ăn nó còn ngọt. Cái tiếng vậy ăn nó khỏi mát. Chắc tắt hồi lẩu xuống mình bỏ dao vô đó là mình rớt lẩu xuống lên đây. Rồi. Bỏ dao vô hết luôn nè. Bỏ ăn bỏ nhiêu đi chứ em ăn hết nổi đó. Ăn hết nổi hả? Em còn ăn cua nữa. Thì sao ăn cái lẩu mà mọi người nói. Đó. Ok. Được khoảng gì nữa không ta? Thì thôi chào cả nhà luôn. Vậy rồi, đến đây thì giờ gia đình nhỏ của tụi em cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi các clip. Xin mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye. Cả nhà có thể ăn thử đậu cái lần.